việc làm dụng giới hạn, việc sử dụng tiền bạc trang trải cho đời tu. Sư không biết quý vị hỏi là quý vị hỏi cái gì. Sư chỉ nhắc nhớ dùm như vậy. Mỗi chúng sanh chịu trách nhiệm cho nghiệp của mình. Mình làm phước hay là mình tạo ác nghiệp thì cái người chịu quả báo vẫn là mình, vẫn là mình. Tất cả những vật dụng mà người cư sĩ họ cúng dường cho các vị tu sĩ đều nhằm mục đích hướng đến sự giải thoát giác ngộ, giúp cho vị đó có điều kiện hướng đến sự giải thoát giác ngộ. Cho nên nếu như vị tu sĩ sử dụng những cái vật chất đó cho cái mục đích khác ngoài ra chuyện tu tập giải thoát giác ngộ thì cánh cửa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nó sẽ mở ra cho chính vị đó. Nó có trong Tăng Chi Bộ Kinh có những cái hạng người như sau. Thứ nhất là hạng tu sĩ như là kẻ mắc nợ, tức là gì, không có tu hành gì ráo trội trên hưởng của đàn na tính thí, thì đó thuộc về cái hạng tu sĩ như kẻ mắc nợ. Mà cái hạng đó thì trả nợ là trả miệt mài. Hạng thứ hai á, là hạng tu sĩ như là người làm công, tức là những vị đã có giới, có tàm úy, có sự nỗ lực tu tập, thì cái việc mà vị đó hưởng thụ hưởng thọ hưởng cái vật chất nó giống như là mình làm ra bao nhiêu thì mình thọ bấy nhiêu. Còn cái hạng thứ ba là hạng tu sĩ mà như cái người thừa kế, tức là các cái vị thánh lúc bây giờ đó, bản thân các ngài là phước điền cho chư thiên và nhân loại, xứng đáng hưởng được cái phẩm vật cúng dường. Thành ra một vị tu sĩ phàm thời nay nó chỉ có hai loại thôi: một là như là người làm công, hai là những người mắc nợ. Nó phải tự lo liệu. Ai á, mà nghe sư giảng nhiều thì chắc cũng hiểu nhiều về vấn đề này rồi. Ừ. Đấy, hôm nay thì chỉ trả lời tới đây thôi. Do sư đang xài 3G cho nên cái đường truyền mạng thì nó cũng không đảm bảo. Cho nên ấy, sư vẫn mong là quý vị tiếp tục hành thiền, tiếp tục hành thiền. Duy trì cái việc rải tâm từ. Và do cái đường truyền mạng cho nên là sư sẽ không tạm ngưng cái tiết mục hành thiền chung cho đến khi nào mà cái đường truyền nó ổn định đi đã rồi mình tính tiếp.